Đợt này bác Vượng chơi lớn, miễn phí 1 năm sạc đầu cho anh em xe điện. Không biết là đợt này có kiếm chắc gì không anh em ạ. Nói chung là anh em mà cứ lấy tầm VF5 này thì là anh em bọn em là vẫn có việc làm. Đây một chiếc VinFast VF5 thì cũng sẽ lại lên một số món đồ. Rồi giới thiệu qua anh em tí. Xe này thì bên mình vừa lên một cặp bi LED. Ánh sáng nguyên bản của nó là bi projector sử dụng bóng halogen ánh sáng vàng. Chủ xe đã thay thế lên một cặp bóng LED rồi nhưng mà vẫn chưa sáng lắm. Thì hôm nay quyết định lên cặp bi LED cho nó sáng. Lắp đặt zin nhá. Đấy. Yên tâm là không ảnh hưởng gì hệ thống điện nhá. Đây, cặp bi LED cho ánh sáng đi tốt hơn này. Trong xe thì anh em cũng độ nhẹ nhàng thôi. Như chiếc xe này thì trang bị thêm một con cam hành trình. Cam hành trình này thì dòng này thì dòng phổ thông rồi. Cam hành trình 70 mai. Nếu mà anh em muốn lắp ngon, bổ rẻ, gọn thì nên lắp những cái dòng như này. Tiếp theo thì về các cái tính năng giải trí thì xe này cũng lên một bộ Android Box. Đó. Đấy, Android Box Calling Kit, lên bộ Android Box sử dụng các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường. Tiếp theo là anh chủ xe cũng trải thêm bộ thảm sàn. Đấy, cho nó sạch sẽ. Mà em nào đi xa thì nên mua cái cặp tựa lưng này, một cao su non này. Anh em nào đi hay đi xa nhiều thì có cái đôi này đi nó đỡ mỏi hơn. Đó. Đấy, đấy những món đồ cơ bản thôi. Không biết đợt tới nếu mà anh em lấy xe điện nhiều cần làm đồ độ xe ở khu vực Thái Nguyên thì em mời qua Akala gặp em Hưng.